công bố danh sách đề cử quả bóng vàng 2023. Messi quyết đấu Haaland, Ronaldo không có tên. Tạp chí Frank Football đã công bố danh sách rút gọn các đề cử quả bóng vàng 2023. Lần đầu tiên kể từ năm 2003, Cristiano Ronaldo không có tên trong danh sách đề cử. Tạp chí Frank Football đã công bố danh sách 30 đề cử cho giải thưởng quả bóng vàng 2023 với nhiều gương mặt mới như Josco Gvardiol, Jasma Musiala, Kuchiva Song song với đó, nhiều ngôi sao lớn đã bị gạch tên. Cho dù vẫn ghi bàn đều đặn ở giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út, nhưng tiền đạo 38 tuổi người Bồ Đào Nha không đủ thuyết phục ban kỹ thuật của France Football lựa chọn. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Ronaldo không được tranh giải Quả bóng vàng. Trong 19 năm được đề cử trước đó, cựu tiền đạo của MU giành chiến thắng 5 lần. Anh đang là người giành Quả bóng vàng nhiều thứ hai lịch sử chỉ sau Lionel Messi. Ngoài Ronaldo, Neymar là ngôi sao khác không xuất hiện trong danh sách rút gọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp tiền đạo người Brazil không được đưa vào danh sách rút gọn các đề cử quả bóng vàng. Anh vừa mới chia tay PSG để theo bước Ronaldo sang Saudi Pro League khoác áo Al Hilal. Trái ngược với Ronaldo, Messi không chỉ góp mặt mà còn là ứng cử viên nặng ký giành dài cho dù đã chuyển sang Mỹ thi đấu. Năm nay Messi đang là ứng cử viên số 1 cho giải Quả bóng vàng 2023 khi anh có mùa giải thành công tại PSG trên phương diện cá nhân. Trước khi chia tay để sang Inter Miami, Messi được đánh giá cao nhờ giúp đội tuyển Argentina vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi. Sau khi giành cúp vàng thế giới, Messi kết thúc mùa giải 2022-2023 không tốt với PSG. Tuy nhiên, tiền đạo 36 tuổi này vẫn ấm một loạt danh hiệu cá nhân bao gồm The Best 2022. Phong độ trói sáng của anh kể từ khi chuyển đến Mỹ vào tháng 7 năm nay cũng có thể là điểm cộng giúp Messi vượt lên. Các đối thủ chính của Messi đến từ Man City, câu lạc bộ giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải trước. Trong đó nổi bật nhất là Erling Haaland, người ghi 52 bàn sau 53 trận đấu cho Man City. Haaland đã thâu tóm tất cả các giải thưởng cá nhân cao quý ở Anh và mới vượt mặt Messi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu của UEFA. Ngoài Haaland, 7 đồng đội Man City khác của Anh được đề cử là Kevin De Bruyne, Rodri, Ruben Dias, Julian Alvarez, Josco Cavarion và Bernardo Silva, Ikay Gudugan, người hiện đang chơi cho Barcelona. Ở hạng mục nữ với chức vô địch World Cup 2023, không ngạc nhiên khi đội tuyển nữ Tây Ban Nha đóng góp tới 20 cái tên cho danh sách đề cử, trong đó Bonmati được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho giải quả bóng vàng dành cho nữ. Cô gái 25 tuổi có một mùa giải thành công khi tỏa sáng trong cả màu áo câu lạc bộ Baxa lẫn đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Bonmati cũng sở hữu danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết World Cup nữ 2023. Lễ trao giải Quả bóng vàng 2023 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tại Paris, Pháp cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất